Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của miền Tây Life. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một buổi hội chợ ở Cái Bè Tiền Giang, xem không khí nó như thế nào nhé. Và ở khu vực Cái Bè Tiền Giang này thì cái đoàn mà thường hay về nhất và tổ chức nhất đó là đoàn Bình Minh. Các bạn sẽ thấy trên cổng là đoàn ca nhạc Bình Minh. Và khi vừa bước vào cổng thì đặt trước mặt chúng ta đó là một trò chơi mà các thế hệ 9X là đầu cũng như là 8X, 7X thì sẽ rất là quen thuộc, đó là trò con bò. Ở trò chơi này thì chúng ta sẽ mua một tấm vé có 7 con số in trên đó. Và khi cái xô được dỡ lên, con bò nó chạy vào cái số nào có trên cái phiếu của mình đó, thì mình sẽ được nhận thưởng những cái món quà nằm ở trên đây. Mình thì mình ít có chơi này lắm, toàn là mẹ mình chơi thôi. Mình chơi này toàn thua cả, chả bao giờ trúng. Có vẻ như là con bọ nó không có khoái mình cho lắm, nên mình ít có chơi trò này lắm. Mình chơi những cái trò mà có thể mình thử quyết định được, còn này hên xui thì mình không chơi đâu, mình còn xui thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vòng vào hướng bên đây để xem có trò gì thú vị thú vật hơn hay không. Ở những cái hội chợ vùng quê như thế này á, thì giá vé của nó là khoảng tầm 5 đến 10 nghìn cho một lượt chơi. Và đây chúng ta đã đến một cái quầy chọi banh vào cái dàn lưới ở dưới đây. Chúng ta sẽ mua một quả banh và chúng ta sẽ thảy vào cái lưới như thế này. Ở phần thưởng chúng ta sẽ thấy ở trên đó là gấu bông, bia, nước ngọt, các kiểu gì đó. Còn ở phía dưới đây á, là chúng ta sẽ thảy trái banh vào những cái ô dưới đây. Thì nó nằm ở ô nào thì chúng ta sẽ nhận được món quà tương ứng với chữ được in trên cái bảng ở dưới đây. Đây là một trò chơi mình theo mình đó là cái xác suất ăn nó rất là cao, không giống như cái trò con bò hồi nãy. Thường là các bạn sẽ rất là dễ trúng, chỉ là trúng ít hay trúng nhiều thôi, trúng những cái món như thế nào thôi. Nó rất là dễ trúng so với cái trò con bò hồi nãy. Nếu như là bạn cảm thấy mình đã quá xui xẻo với những trò hên xui thì bạn có thể thử những cái trò đơn giản như thế này, xác suất trúng nó rất là cao. Nhìn chung là những cái giá trị phần thưởng ở đây thì nó không có cao, chủ yếu là mình chơi mình được giải trí cũng như là được cảm nhận cái không khí của hội chợ thôi. Có thể nói là trong cái không khí hội chợ này thì chúng ta như là được trở về với cái thời mà ấu chỉ, ấu thơ, ấu trùng á. Bởi vì những cái trò chơi ở hội chợ này á, so với nhiều năm về trước á, thì lúc mình còn nhỏ, mười mấy năm về trước á, thì những cái trò chơi này nó vẫn không thay đổi và nó vẫn giữ nguyên cách chơi và cũng như là cái hình thức chơi. Cũng như những cái trò chơi này thì nó vẫn như ngày xưa. Nên khi chúng ta đứng giữa cái không khí hội chợ như thế này thì chúng ta như là cảm giác là quay trở về quá khứ vậy. Còn đây là cái trò phóng phi tiêu thần thánh. Những cái ô xen kẽ như thế này như là của cờ vua vậy, các bạn chỉ cần phóng trúng cái ô màu đỏ là các bạn được nhận quà mà thôi. Tuy nhiên thì thường mình sẽ phóng không có dính cái bảng này, hoặc là các bạn phóng dính nhưng lại là không có trúng ngay cái ô màu đỏ. Nhìn nó rất là dễ trúng nhưng các bạn phóng thực sự là rất là khó để ăn được cái phần thưởng này. Và trong tất cả những cái quầy trò chơi như thế này mình cảm thấy là chỉ có trò Tề Thiên Đại Thánh này là không ai chơi cả. Nó ế từ cái lúc mà mình vô tới cái lúc mình được về luôn á, nó cũng không có ai chơi cả. Ở bên đây thì ở giữa có một cái hồ và họ sẽ bơm nước vào và cho những con vịt hơi ở trên đây để cho các em nhỏ chơi. Cái này thì lúc mình hồi nhỏ mình chưa có trò này đâu. Trò này là lúc sau này mới có, lúc trước thì mình chưa có trò này. Mình thấy trò này nó cũng khá là thú vị vì nó không có nguy hiểm, các bé có thể chơi được. Và trong những cái con vịt này thì nó có hai cái bánh giống như trò đạp vịt đó, mà thay vì đạp thì chúng ta sẽ hai bé sẽ dùng tay để quay cái bánh để cho con vịt nó chạy được, rất là hay.
Còn bên này là trò 12 ngọn đèn, thì chỉ có 12 con số trên bóng đèn thôi. Các bạn đặt trúng con số khi cái bóng đèn dừng lại thì các bạn sẽ được nhận quà. Còn đây chính là cái sân khấu chính của chúng ta. Thì ở nơi đây thì mọi người sẽ được ngồi ở đây và chúng ta sẽ chơi một trò gọi là Loto. Thì Loto thì mình chắc các bạn đã biết, mình cũng không mình giải thích nhiều. Thì đây chính là cái trò chơi mà khó trúng nhất và cũng là có giải thưởng cao nhất trong toàn bộ cái khu vực này. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.